Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. Đã từng có thời, subwoofer chỉ dành cho những người nghe nhạc cổ điển với những bản nhạc được chơi trên đàn đại phong cầm. Tuy nhiên, ngày nay điều đó đã thay đổi hoàn toàn. Subwoofer trở nên phổ biến hơn và trở thành một phần khó có thể tách rời của các hệ thống Hi-Fi, Home Cinema cũng như Stereo. Những năm gần đây, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của các hệ thống 2.1 với một loạt subwoofer và hai loạt stereo ngày càng phổ biến. Cũng tương tự như vậy là các hệ thống 5.1 cho dạp hát tại gia với hai loa trước, hai loa surround, một loa trung tâm và một loa subwoofer để xử lý các hiệu ứng trầm. Tuy nhiên, nếu như hệ thống stereo hi-fi thông thường có thể không cần subwoofer thì loa siêu trầm lại là một phần không thể thiếu của các hệ thống đa kênh. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loa subwoofer, cụ thể hơn là những đặc điểm, tính năng thường thấy ở loại loa này. Hầu hết subwoofer, trừ một vài mẫu âm tường và âm trần, đều được tích hợp mạch khuếch đại cũng như phân tần. Nếu như người dùng sử dụng AV receiver, bộ xử lý đa kênh hay preamp hai kênh với phân tần tích hợp, những tính năng này sẽ không cần thiết. Tuy nhiên, nếu như sử dụng hệ thống stereo với preamp hoặc âm lý tích hợp, không có đường sub out, những thứ được tích hợp nói trên sẽ rất hữu dụng. Hầu như loa subwoofer có độ dốc phân tần khá hợp lý, cũng như lượng điều chỉnh tần số cắt đa dạng để có thể phối ghép dễ dàng với bất cứ loa nào. Mọi loa subwoofer đều có đường đầu vào RCA dành cho tín hiệu light level mức thấp, bằng đó là đủ để phối ghép loa cùng AV receiver, bộ xử lý đa kênh hay preamp hai kênh với phân tần tích hợp. Tuy nhiên, trong trường hợp sử dụng hệ thống loa hai kênh không có đường sub out, người dùng sẽ cần tìm loa sub với đường đầu vào có dạng như cọc loa. Với loại loa này, người dùng có thể kết nối subwoofer với âm ly bằng dây loa. Trong trường hợp này, loa chính vẫn nhận được tín hiệu giải trầm. Tuy nhiên, nếu đặt tần số cắt của subwoofer cao hơn một chút so với khoảng trầm của loa chính, từ 50 đến 80 Hz đối với loa bookshelf và từ 20 đến 40 Hz đối với loa sàn đứng, hai loại loa này vẫn phối hợp rất hài hòa với nhau. Một vài công ty như Rel hay Sumiko thậm chí còn thêm cả đường đầu vào light level ở mức cao để có thể nhận tín hiệu từ mạch preamp giống như những gì mà loa chính sẽ nhận được. Những loa này thường được thiết kế với mục đích để nghe nhạc, chất lượng đem lại rất tuyệt vời và không thua gì các loa subwoofer cao cấp dùng cho mục đích xem phim. Hầu hết các loa subwoofer cho phép người dùng đảo pha 180 độ thông qua switch guard, một vài loa cho phép tinh chỉnh sâu hơn bằng núm xoay từ 0 đến 180 độ. Thông thường, chỉ mình switch guard là đủ để thỏa mãn nhu cầu, nhưng một số người có thể sẽ muốn tìm loại loa sub dùng núm xoay để đáp ứng các yêu cầu cao hơn về nhất quán pha giữa subwoofer và loa chính. Những mẫu loa subwoofer cao cấp cho phép người dùng điều chỉnh EQ tự động để phù hợp với phòng nghe. Nếu người nghe đang sử dụng những receiver được tích hợp các tính năng EQ như Audacity thì tính năng chỉnh EQ của loa subwoofer sẽ không cần thiết. Nhưng với một hệ thống stereo đa kênh không có tính năng chỉnh EQ tự động, tính năng EQ tích hợp của loa subwoofer có thể đem đến cải thiện khá đáng kể. Những chương trình như Digital Driver Plus của Velodyne hoạt động tốt nhưng giá rất cao. Các loa subwoofer rẻ hơn thường chỉ tự chỉnh EQ ở 4 tần số và thay đổi chỉ ở vài mức decibel. Về mặt nào đó, âm thanh vẫn có sự thay đổi nhưng không quá lớn lao. Điều khiển từ xa cũng là một điểm mà người dùng cần lưu ý. Các thiết lập, điều chỉnh của subwoofer thường ở mặt sau loa nên đôi lúc sẽ khá bất tiện. Sử dụng điều khiển từ xa sẽ giúp công việc điều chỉnh loa subwoofer trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Không ít các loa subwoofer hiện đại cung cấp khả năng kết nối không dây. Thường những loa này hoạt động rất tốt, vẫn đem đến chất âm cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, do sử dụng kết nối không dây nên chúng sẽ có độ trễ có thể ảnh hưởng đến việc thiết lập khoảng cách từ loa đến receiver hay bộ xử lý đa kênh. Cứ mỗi mili giây bị trễ sẽ khiến cho loa subwoofer đem lại cảm giác như bị thiếu đồng bộ về pha với loa chính do khoảng cách không tích hợp. Việc chỉnh pha có thể giải quyết hiện tượng này. Kích thước của loa subwoofer có đóng góp ở đây. Chúng ta không bàn về chuyện nên chọn loa có driver cỡ lớn hay nhỏ, bởi điều này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dù vậy, qua trải nghiệm thực tế, các loa subwoofer cỡ nhỏ thường kết hợp dễ hơn với loa bookshelf và loa sàn đứng cỡ nhỏ. Công suất của subwoofer không thực sự nói lên được chất lượng của loa. Có những chiếc subwoofer công suất chỉ khoảng 200W, nhưng có thể tái hiện các giải trầm rất mượt mà, sâu lắng, trong khi có những chiếc có công suất lên đến 1000W, nhưng chất lượng âm thanh lại không hay bằng. Trên đây là một số điều cần biết về các thông số, tính năng cũng như đặc điểm của loa subwoofer. Hy vọng rằng những gì chúng ta vừa tìm hiểu sẽ giúp quý vị và các bạn có cái nhìn rõ hơn về loại thiết bị này. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.